Bây giờ chúng ta sẽ đến tìm hiểu một số thuật ngữ liên quan. Những thuật ngữ này thì khá quan trọng để sau này các bạn có thể search ra những cái tài liệu liên quan đến nó. Thuật ngữ đầu tiên là ràng buộc, thứ hai là không ràng buộc, thứ ba là mở rộng, thứ ba là khả năng mở rộng theo chiều dọc, khả năng mở rộng theo chiều ngang, phân tán dữ liệu, triển khai linh hoạt, tính sẵn sàng, tính nhất quán cuối và lưu trữ tốt. Vậy thì những cái thuật ngữ này nó mô tả cho điều gì? Bây giờ tôi sẽ nói để các bạn hiểu rõ hơn, và thực sự những cái thuật ngữ này nó cũng rất là quan trọng. Khi các bạn hiểu được nó thì các bạn sẽ hiểu được NoSQL làm gì. Các bạn sẽ đến với cái thuật ngữ đầu tiên, có nghĩa ràng buộc. Thuật ngữ sử dụng để miêu tả các mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cơ sở dữ liệu quan hệ như là MySQL, SQL Server. Các hệ cơ sở dữ liệu này trong cơ sở dữ liệu quan hệ thường sử dụng mô hình khóa, thì có hai loại khóa, đó là khóa chính và khóa ngoại. Hai loại khóa này để dùng để ràng buộc dữ liệu lẫn nhau nhằm thể hiện cái tính nhất quán về dữ liệu trong các bảng khác nhau. Thì các bạn nhìn thấy ở trên đây chúng ta đang có một cái sơ đồ liên kết giữa các bảng. Và các bạn nhìn thấy, các bạn nào đã học qua các cái học ở trong các trường đại học thì các bạn cũng biết được đâu là khóa chính, đâu là khóa ngoại. Và cái mô hình này là mô hình liên kết là 1N hay là 11 hay gì đó. Đây được gọi là sự ràng buộc. Tiếp đó chúng ta đến thuật ngữ thứ hai, không ràng buộc. Ok, thì đối với cái phần NoSQL của chúng ta, cái hệ cơ sở NoSQL của chúng ta sẽ không có cái khái niệm, nó sẽ không còn khái niệm khóa chính khóa ngoại nữa, mà lúc đó cái dữ liệu của chúng ta nó sẽ được ở một cái dạng được gọi là bison hoặc là json gì đó, đúng không? Nhưng các bạn vẫn nhìn thấy nó có một cái sự liên kết ở trong cái hình, cái chữ gạch dưới ID, đó là những cái khóa, đúng không? Cái key của các cái tài liệu ha. Các bạn chú ý lúc ở trong phần NoSQL thì họ không còn gọi là table nữa, mà table của họ sẽ tương ứng với collection, có nghĩa là tập hợp. Rồi những cái dòng ở trong cái table thì ở trong NoSQL của chúng ta sẽ gọi là document. Thì ở trên này các bạn đang nhìn thấy ba cái document tương ứng với ba cái dòng ở trong cái hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Ok, document hay collection là gì thì chúng ta sẽ học ở trong cái chương đầu tiên, ở trong cái bài của MongoDB, vì chúng ta chỉ hiểu nó là non-relational, có nghĩa là không có mối ràng buộc giữa các cái tập hợp với nhau. Tiếp đó là cái khả năng mở rộng. Đối với NoSQL thì sẽ không có một cái giới hạn nào cho cái dữ liệu cũng như người sử dụng trên hệ thống. NoSQL của chúng ta bởi vì sử dụng dữ liệu phân tán, bởi hệ thống dữ liệu phân tán, nên lúc đó ví dụ như là hệ thống có lớn lên hay cái gì đó thì chúng ta có thể bổ sung thêm các cái nốt mới hoặc các server mới. Thì thực sự nốt ở đây nó cũng tương ứng với cái server các bạn ha. Ví dụ chúng ta có 50 server chạy một cái web, nhưng hiện nay cái quá tải vì số lượng người truy cập quá đông, thì lúc đó chúng ta có thể bổ sung thêm một vài server nữa thành 6 hoặc 7 server để chia tải nó ra, và cũng như chia dữ liệu, thì lúc đó server của chúng ta sẽ hoạt động, cái website chúng ta sẽ hoạt động ok hơn. Ở những phần này thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều kiến thức về hệ cơ sở dữ liệu phân tán, cũng như là cái phần liên quan tới network nữa. Ok, chúng ta chỉ cần hiểu nó là gì. Cái khả năng mở rộng là ở trong NoSQL có nghĩa là không có giới hạn nào cả ha, bao nhiêu cũng được. Thì các bạn cũng nhìn thấy là Facebook, Google rồi đó, họ có thể lưu trữ rất là nhiều thứ ở trên đó, đúng không? Rồi tiếp theo của chúng ta sẽ là một phần có nghĩa là mở rộng theo chiều dọc. Mở rộng theo chiều dọc là gì? Mở rộng theo chiều dọc là ví dụ như các bạn có một cái máy tính, các bạn thấy là cái máy tính của các bạn chơi game không có ok, đúng không? Càng ngày game nó càng nặng thì lúc đó các bạn sẽ nâng cấp CPU, nâng cấp RAM, nâng cấp ổ cứng lên để các bạn chạy được cái game mà các bạn muốn. Đó được gọi là khả năng mở rộng theo chiều dọc. Thì đối với cái hệ cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc SQL Server, thường họ sẽ sử dụng cái khả năng gọi là nâng cấp theo chiều dọc để tăng cái bộ nhớ của máy chủ, tăng cái RAM của máy chủ, hoặc là thay đổi cái ổ dĩa cứng của máy chủ để cho nó có cái tần suất hoạt động nhanh hơn, mạnh hơn ha. Ngoài ra có một cái thuật ngữ khác đối với cái khả năng mở rộng theo chiều dọc, đó là scale up ha. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy cái cụm từ đó. Tiếp đó là một cái phần gọi nghĩa là mở rộng theo chiều ngang. Thì các bạn nhìn thấy ở trên này có một chữ scale up, và các bạn nhìn thấy ba máy tính càng ngày nó càng bự lên, đúng không? Cái máy tính đầu tiên nhỏ, máy tính thứ hai nó bự lên, máy tính thứ ba bự lên. Có nghĩa là người ta update cái CPU ban đầu, cái server ban đầu thành cái server có cấu hình mạnh hơn, và nếu cần thiết họ lại nâng cấp lên có cấu hình mạnh hơn. Nhưng đối với cái mở rộng theo chiều ngang thì lúc này họ sẽ không có nâng cấp server mà họ gắn thêm một cái server khác vào. Thì các bạn nhìn thấy ban đầu của chúng ta chỉ có một cái máy tính chính là phần carve out. Thì các bạn thấy ban đầu của chúng ta chỉ có một cái máy tính, nhưng lúc sau nếu mà khi nó chịu tải không nổi nữa thì lúc đó họ gắn thêm một cái máy tính nữa vào. Rồi nếu mà chịu không nổi nữa họ cứ gắn tiếp thì lúc đó là nó sẽ hỗ trợ. Có nghĩa là đối với NoSQL nó hỗ trợ cái phần là khả năng mở rộng theo chiều ngang. Và các bạn chú ý, khi hệ cơ sở dữ liệu là phân tán thì lúc đó nó sẽ mở rộng theo chiều ngang chứ không có mở rộng theo chiều dọc. Ok, vậy là chúng ta đã hiểu được cái mở rộng theo chiều ngang và chiều dọc là như thế nào. Tiếp đó là một cái thuộc tính là phân tán dữ liệu. Các bạn đang nhìn thêm một cái hình. Các bạn nhìn thấy chúng ta có 5 cái worknode, workkey, đúng không? Workkey node. Có nghĩa là 5 cái này là 5 giống như 5 cái center, data center, và trong đó thì có nhiều máy tính. Mỗi cái nhóm người sẽ làm việc ở trên một cái data center đó. Ví dụ như các bạn có một cái công ty của bạn làm việc ở 5 quốc gia thì chắc chắn chúng ta sẽ không nên sử dụng một cái dữ liệu là tập trung, có nghĩa là ở trên một cái server. Ví dụ chúng ta làm ở Việt Nam, Singapore, Mỹ, Thái Lan, rồi Trung Quốc, thì chắc chắn cái vấn đề của chúng ta là các cái công ty công nghệ lớn họ sẽ không để dữ liệu trên một cái data center duy nhất, mà lúc này họ làm gì? Họ sẽ sử dụng 5 cái data center ở 5 nước, để lúc đó cho các cái developer hoặc những người làm việc ở các nước đó có thể truy cập nhanh nhất, đúng không? Và lúc này tất cả 5 cái dữ liệu của cái 5 cái data đó sẽ được gom lại về một cái data nằm ở một cái nơi nào đó. Nó giống như một cái hệ thống tổng các bạn. Còn 5 cái center data ở 5 nước chỉ là những cái gọi là những cái phụ thôi ha. Và lúc đó thì các bạn thấy là mọi người sẽ làm việc rất là ok, đúng không? Tốc độ vì ví dụ chúng ta ở Việt Nam mà chúng ta truy cập vào server Việt Nam thì rất là nhanh, nên chúng ta sẽ không có bực mình. Và nếu cần thiết thì có thể ở Mỹ họ sẽ chia cho các bạn những cái dữ liệu liên quan các cái dữ liệu mà các bạn cần thiết, thì bằng lúc đó là họ sẽ có những cái quyền họ chia sẻ thêm dữ liệu, đúng không? Ví dụ như các bạn ở Việt Nam chúng ta lập trình một cái phần liên quan tới web, nhưng ở Mỹ họ có xây dựng một cái server liên quan tới họ sẽ cung cấp cái API, thì lúc đó họ sẽ chia sẻ cho bạn dữ liệu liên quan tới những cái API đó để các bạn gắn vào cái web ha. Thì đây là cái hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Phân tán các bạn chú ý, phân tán ở đây có rất là nhiều loại kiểu phân tán khác nhau. Có thể là gì? 5 cái server, đúng không? 5 cái data center ở 5 nước của chúng ta, dữ liệu nó không giống nhau. Ok, hoặc có trường hợp là gì? Ở 5 cái data center ở 5 nước có dữ liệu giống nhau. Cái này được set up bởi những cái người developer hoặc những người quản trị mạng và theo yêu cầu của người điều hành. Nên chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kiểu cơ sở dữ liệu phân tán khác nhau. Nên các bạn khi các bạn mà đọc tài liệu thì các bạn phải chú ý đến điều này ha. Khi xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán thì tùy vào mô hình của các công ty mà chúng ta phân tích sự xây dựng thiết kế làm sao cho nó phù hợp. Hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán của công ty A thì không thể là giống được công ty B, và chúng ta phải áp dụng linh hoạt cái cách thiết kế làm sao cho phù hợp theo mô hình của mỗi công ty. Ok, tiếp đây là của chúng ta là gọi là triển khai linh hoạt. Thì các bạn nhìn thấy ở trên màn hình chúng ta đang có 3 server. 3 server này các bạn có tưởng tượng mỗi server gọi là một node. Node thì như nãy tôi có nói với các bạn là khi mà cái hệ thống của chúng ta có nghĩa là khi mà cơ sở dữ liệu phân tán nó sẽ có nhiều server, làm việc trên nhiều server, và chúng ta có thể tắt một cái server đi, nó cũng không làm ảnh hưởng đến hệ thống, hoặc thêm một server vào nó cũng không làm ảnh hưởng đến hệ thống. Vì vậy nó rất là linh hoạt, nên chúng ta đã có cái cụm từ này mô tả cho cái phần NoSQL. Tiếp theo chúng ta là cái phần này được gọi là lưu trữ tốt, thực sự là bền vững ha. Từ này nếu chúng ta dịch ra tiếng Việt là bền vững, có nghĩa là dữ liệu của chúng ta bình thường các bạn thấy ở MySQL hoặc SQL Server thì nó chỉ nằm ở trên ổ đĩa cứng chứ nó không nằm ở trong RAM. Nếu mà chúng ta muốn nó nằm ở trong RAM nữa thì chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm của bên thứ ba để chứa nó vào RAM, chứ mặc định thì nó nằm ở trên đĩa cứng thôi. Nhưng đối với NoSQL á, thì dữ liệu sẽ được nằm vừa ở bộ nhớ của máy tính, vừa nằm ở trên ổ đĩa cứng. Như vậy nó sẽ khi các bạn truy xuất thì nó sẽ lôi từ cái bộ nhớ máy tính ra, đúng không? Khi bạn gửi dữ liệu vào thì nó sẽ có một cái hệ thống nó vừa lưu ở trên RAM mà vừa lưu vào xuống dưới cứng cho chúng ta luôn. Vấn đề này như thế nào thì chúng ta đến các cái bài sau thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Tiếp theo của chúng ta là cái thuộc tính sẵn sàng. Do cái mô hình phân tán thì chúng ta mô hình có nghĩa là dữ liệu phân tán, vì vậy nó sẽ chứa dữ liệu ở trên nhiều cái server khác nhau. Có nghĩa là khi chúng ta có nhiều cái server, nếu có một cái server nào gặp vấn đề thì nó cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cái hệ thống của chúng ta. Các bạn nhìn ở trên hình thì chúng ta có 3 cái máy tính của Lion đang truy cập vào cái hệ thống của chúng ta, và cái máy tính ở chính giữa của chúng ta chính là một cái gọi là cái server ảo. Nó sẽ tính toán và nó sẽ chia tải ra cho các cái server khác. Server khác thì các bạn nhìn thấy ở bên tay phải của chúng ta là 3 cái server, đúng không? Thì lúc này cái server của chữ load balancing đó, nó sẽ làm gì? Nó sẽ tính toán, nó chia cái yêu cầu từ các cái máy tính của Lion đến các cái server rồi để xử lý, và sau đó các server sẽ trả về dữ liệu của các cái máy tính Lion yêu cầu. Vì vậy tính sẵn sàng có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều ha. Khi một cái nốt hoặc một vài cái nốt có nghĩa là một vài cái chúng ta có dường khi mà dùng cái hệ thống phân tán người ta ít khi dùng server mà họ dùng cái khái niệm gọi là nốt ha. Thì lúc đó nó sẽ có nghĩa là nó sẽ không ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Đây thực sự là khi mà chia nốt, các bạn nếu mà các bạn học mô hình về cây rồi thì các bạn thấy là ở trên một cái cây thì sẽ có nhiều nốt, và các bạn chú ý các cái nốt của chúng ta, đúng không? Cái nốt thì lúc đó nó khác nhau nữa, có nhiều cái mô hình khác nhau, thì lúc đó các bạn sẽ phải ứng dụng những cái kỹ thuật cây ở trong những cái phần học đến đại học á, vào ở trong các cái bài toán này để các bạn chia tải. Thực sự là nó hơi mơ hồ, vì chúng ta chỉ là khi nào mà chúng ta nhìn thấy cái nó hoạt động như thế nào thì chúng ta mới hiểu được. Nhưng các bạn cố gắng, vì thứ nhất là người Việt Nam của chúng ta cũng không có giàu lắm, không có thể là mua nguyên vàng về và chúng ta test ha, để cho nó chạy và chúng ta nhìn thấy tận mắt. Nên chúng ta phải cố gắng hiểu nó và chấp nhận nó, vì cái này là các cái nhà khoa học ở trên thế giới họ đã chứng minh hết rồi và họ đã làm rồi, nên họ đã đưa ra những cái giáo trình cho chúng ta, nên chúng ta cứ làm theo mà thôi. Ok, Tiếp đó là một cái phần gọi là cái này gọi là nhất quán cuối. Nhất quán cuối là gì? Thì các bạn thấy đây là cái gì? Khi mà chúng ta các bạn nhìn thấy cái máy len ở phía trên, nó đang thực hiện một cái công việc là vừa ghi dữ liệu vào một cái nốt ha, các bạn nhìn chú ý nha. Các cái cục màu trắng chúng ta nghĩ nó là một cái nốt, hoặc là những cái nốt, hoặc là những cái server. Ví dụ tôi đang ở Việt Nam mà tôi đang truy cập vào một cái hệ thống bán hàng, ví dụ như Amazon đi, chắc chắn là nó sẽ có rất là nhiều server, đúng không? Và server ở đây thực sự là server nói một cái từ chung chung thôi, nhưng nó sẽ là thường là nó có một cái data center ở một số nước khác nhau để giúp cho chúng ta gì truy cập nó nhanh hơn. Thì lúc này tôi ở Việt Nam, tôi truy cập vào một cái data center, truy cập vào Amazon, đúng không? Amazon sẽ đẩy, ví dụ như Amazon có một cái data center để quản lý dữ liệu của nó nằm ở bên Singapore, thì nó sẽ đẩy tôi qua bên Singapore. Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đưa một mặt hàng lên đó bán, đúng không? Thì lúc đó chắc chắn tôi vừa đưa xong tôi sẽ nhận được ngay, có nghĩa là tôi sẽ nhìn thấy mặt hàng tôi hiển thị lên ngay. Nhưng nếu một người lúc đó cũng thời điểm đó họ ở bên Mỹ thì chắc chắn họ sẽ không thấy được cái mặt hàng tôi vừa đăng. Bởi vì sao? Lúc này họ đang truy cập vào một cái data center khác của Amazon, và cái data center đó có thể đặt ở Texas rồi, hoặc là Cali, vân vân. Thì lúc này bởi vì dữ liệu ở bên Singapore nó chưa có đồng bộ được, đúng không? Có nghĩa là nó chưa đồng bộ được với tất cả các cái data center ở trên thế giới của Amazon. Lúc này cái từ nhất quán cuối có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta đưa một cái dữ liệu mới vào, nó sẽ làm gì? Nó sẽ lưu tạm thời ở trên RAM, và lưu ở ngay cái dữ liệu, cái server mà chúng ta đang truy cập. Sau đó cái hệ thống dữ liệu của chúng ta sẽ bắt đầu lan truyền cái dữ liệu mới mà chúng ta vừa nhập đến các cái server khác, đúng không? Thì tất nhiên là khi mà chúng ta lan truyền hoặc chúng ta sao chép, đúng không? Gọi là sao chép cái sản phẩm. Ví dụ tôi đưa vào một cái sản phẩm đi, bỏ một cái sản phẩm mới lên, thì lúc đó cái hệ thống bắt đầu nó sẽ copy cái sản phẩm mới đó, nó đưa qua các cái server khác. Thì lúc này nó sẽ cần một cái, có nghĩa là cần một cái khoảng thời gian thì cái sản phẩm của tôi nó mới xuất hiện ở trên toàn bộ các cái data center của Amazon. Và đó chính là khái niệm nhất quán cuối, có nghĩa là gì? Đến cuối cùng mọi thứ sẽ được đồng bộ nhất quán với nhau. Vậy là chúng ta đã hiểu được các cái thuật ngữ liên quan tới cái database. Thì qua những cái phần thuật ngữ tôi vừa giới thiệu, các bạn đã thấy rất là nhiều cái khái niệm mới, và trong những cái khái niệm đó là một đống những cái kiến thức mới mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Nhưng trên thực tế thì tôi sẽ không hướng dẫn được hết các bạn những điều đó. Các bạn có thể xem thêm tài liệu. Tôi chỉ chủ yếu là hướng dẫn cho các bạn hiểu được cái khái niệm của những cái vận hành của NoSQL như thế nào thôi. Còn đi sâu vào thì các bạn cần phải có thời gian mà chúng ta sẽ chủ yếu đi vào học MongoDB là chủ yếu, để sau này các bạn có thể, khi các bạn hiểu được MongoDB, các bạn gặp một cái hệ thống lớn cần dữ liệu phân tán thì các bạn có thể biết sử dụng MongoDB như thế nào.